Chương trình này được bảo trợ bởi Tổ hợp luật sư London & Lee 1-800-848-9145. Gọi ngay Mango Tours 866-435-9746 để có vé máy bay giá ưu đãi đến Việt Nam. Công ty chuyển tiền Hồng Lan, một thương hiệu đáng tin cậy. 888-880-8345. Quán cá trên lầu chợ Sài Gòn 714-989-9911 hay vào website canướngdaigiòn.com. Tiếp tục với phần 3 của chương trình Cà phê sáng của Lido Sài Gòn TV. Trước phần quảng cáo thì Ngọc Lan đang nói về cái tin từ hôm cuối tuần có một cô gái ở Hà Nội nhìn rất là xinh xắn đi vào trong nhà hàng khách sạn 5 sao và kêu ra một cái phần ăn nó quá nhiều. Người ta nói cái phần ăn này không biết 2-3 người ăn hết chưa, nào là thịt bò Wagyu, nào là tôm hùm nguyên con mà con là cả ký, rồi miếng thịt bò cũng lớn nữa, rồi xong rồi thêm một loạt những cái thức ăn tráng miệng, rồi cả một chai rượu rượu vang, đủ hết. Đến khi tính tiền á thì người ta thấy cái hóa đơn đưa tính tiền tới hai cái, một cái là 8.700.000+, một cái là 2.000.000+, rồi cộng lại hết là hơn 11 triệu đồng. 11 triệu đồng tức là tính tiền đô của mình là hơn $400 đó. Mà tưởng tượng một ở đây mà mình một người mà đi ăn $400 cũng rất là kinh khủng. Nhưng mà đến khi tính tiền thì cô cứ nói chuyện như là ở trên trời rơi xuống như vậy. Người ta gọi công an tới thì cô cũng ngồi nói ngơ ngơ ngẩn ngẩn, nói là có người này mời mà tại vì người ta không tới, rồi đủ thứ. Đến khi mà liên lạc với gia đình của cô thì mẹ cô nói rằng là cô có những cái triệu chứng bất thường khi mà cô đi du học trở về, rồi muốn giữ cô ở nhà cũng không được, rồi cô nói là cô cần phải đi ra ngoài, cô đi tìm việc làm, nhưng mà cô cứ đi ăn như vậy, rồi xong rồi người ta phải gọi về nhà, rồi mẹ cô trả tiền. Như sau đó thì mẹ cô nói cô, mẹ cô cũng cạn kiệt không thể nào mà đi trả những cái bữa ăn, mà đặc biệt là cô đi ăn những cái chỗ sang trọng không nha, chứ không phải là đi ăn những chỗ thường, và rất là biết kêu đồ ăn nữa. Mẹ cô nói bây giờ còn phải lo cho hai đứa em. Rồi ở trên mạng xã hội đó thì người ta mới nói là ô, cô gái này xuất hiện nhiều lắm, cô đã chuyên môn là cái trò mà đi ăn như vậy thôi. Thì khi mà cảnh công an được gọi tới thì nó là ồ, vì cô không có biết gì hết cho nên là coi như là không có giải quyết được vấn đề. Những cái phần đó, những cái tiệm đó coi như là phải chịu. Nhưng mà người ta nói nếu như mà không có cái chuyện mà giải quyết thì chẳng lẽ bây giờ những cái nhà hàng hay là những quán ăn mà cô này vô, hay là nhiều người khác nữa, bây giờ vô ăn xong cái đến lúc tính tiền cái giả bộ giống như là khù khù khờ khờ như vậy thì chủ tiệm người ta thiệt hại thì như thế nào? Thì người ta thấy là cái cách xử sự, cái cách giải quyết đó của công an đó không có thỏa đáng. Trong khi đó thì ngày hôm nay thì ở trên Yahoo News cũng có một bản tin liên quan đến một cái cặp vợ chồng ở Anh cũng đi ăn tối và không trả tiền, nhưng mà họ bị tù. Ở bên đó bị vừa bị phải phạt tiền, vừa bị bỏ tù nữa. Thì người ta nói trong thời gian qua đó là cái cặp vợ chồng này, họ đi ít nhất là 5 cái nhà hàng rồi. Họ dẫn theo một đứa con nữa. Họ kêu những cái hóa đơn á, tổng cộng lại người hai cặp vợ chồng này cùng với đứa con mà đi 5 cái nhà hàng, nhưng mà hóa đơn cộng lại á, chỉ mới hơn có $1,000 thôi. Cô kia mới có một chỗ không là hơn $400 rồi. Cái này hơn $1,000 và cảnh sát đã tới để mà yêu cầu phải thanh toán hết những cái khoản tiền đó cùng với tiền phạt và bị bỏ tù. Cái cách của họ, họ dẫn đứa con vào, xong rồi họ ăn xong, cái đến lúc á mà họ muốn giống như là chuồn á, thì cái đứa con đó nó sẽ giả bộ giống như nó chạy ra, rồi cái họ chạy ra để giống như là giữ nó lại, mang nó vô, cái thế là chạy mất tiêu luôn. Và cái cách như vậy mà họ diễn ra ở 5 cái nhà hàng. Rồi không chỉ như vậy thì người phụ nữ ở trong này, người vợ đó tên là Anna, người này còn lại bị thêm cái tội khi mà cảnh sát dỡ hồ sơ lại, còn bị là cái tội mà trộm cắp đồ quần áo, những cái món đồ ở các cái siêu thị, ở các chợ, bằng cách là cô đi vào những cái nơi siêu thị như vậy á, mặc một cái áo jacket rất là bự, rất là rộng, rồi xong sau đó là nhét đồ vô ở trong cái áo của mình rồi đi ra. Cho nên là cái mức phạt đối với lại cái người phụ nữ ở trong cái câu chuyện này thì nó cao hơn là người đàn ông. Thì chỉ biết rằng là tổng cái số tiền mà họ bị phạt, cái số tiền mà họ không trả cho các tiệm ăn là khoảng 1,000, nhưng mà tổng số tiền mà họ bị phạt á,
là hơn 3.000 bảng Anh, hồi nãy là hơn 1.000 bảng Anh chứ không phải là 1.000 đô la, xin lỗi. Hơn 3.000 bảng Anh, trong đó thì cái tiền trả là hơn 1.000 và cái tiền phạt á, nó nhiều, nhiều hơn gấp đôi. Thí dụ mình đi vô nhà hàng mình ăn xong rồi mình lúc mà tới phần tiền đó, mình nói là tôi không trả tiền, nó làm gì tôi? Thì lúc đó cảnh sát được gọi tới, rồi sau đó họ giải quyết như thế nào ta? Tức là như trường hợp ở bên nước Anh như vậy đó, thì cặp vợ chồng này đã từng làm những cái việc này rồi cho nên bị đi tù. Thí dụ đây như... nó được thuộc loại là giống như là bị một cái tội là trộm cắp á. Giống như mình lấy cái món đồ của người ta mà mình không trả tiền, như đi vô siêu thị, nó y chang cái cách là mình lấy những cái đồ mà mình không có trả tiền. Đó là một hành vi trộm cướp chứ còn gì nữa. Thì ăn cũng như bây vậy. Bây giờ ăn xong rồi nói rằng là tôi không có tiền mà tôi muốn ăn. Đó, bây giờ bỏ tù tôi đi. Không lẽ nói bỏ tù tôi đi kêu cảnh sát đi. Thì nhưng người ta không, sẽ gọi cảnh sát thôi. Nếu như muốn như vậy, hoặc là có những chủ tiệm hả, coi như là thôi xui xẻo rồi thì mai mốt dặn những người nhân viên rằng đừng có đến đây nữa, đừng có cho người đó tới. Cũng giống như trường hợp cái cô mà ở Việt Nam đó, bây giờ họ đăng lên Facebook khắp nơi hết thì ai cũng biết gương mặt cô này, thì những cái người mà ở quanh cái khu vực đó ta nhớ cái gương mặt cô này, cô vô đừng có bán cho cổ nữa. Nhưng mà mặc dù để khuôn mặt lên như vậy chứ thật ra cũng đâu có ai nhớ cái khuôn mặt cô ở đâu. Thử coi chiều nay mình đi vô nhà hàng mình cũng kêu, rồi sau đó mình nói là không mang tiền theo. Trong khi đó thì thưa với quý vị, cái bản tin cho thấy rằng là cái tình trạng đập cửa kính ở những cửa tiệm nhỏ đó càng ngày nó càng nhiều. Trong một ngày tôi nhận được ở trên Facebook có những hình ảnh cho thấy là một chuỗi những cái tiệm mà gần nhau nha. Trong đó có một tiệm bán thịt bò, trong đó có một tiệm làm mắt kiến, trong đó có tiệm làm nail, rồi một tiệm đó là nha sĩ, văn phòng nha sĩ ha. Tức là ăn trộm không chỉ đập kiến một cửa tiệm thôi, họ đập luôn 1, 2, 3, 4, 5, 5 cửa tiệm kế nhau luôn mà vô ăn trộm. Cuối tuần thì cái bản tin ngày hôm nay ở trên KTL đây cho thấy rằng là trong cùng một lúc mà ba cái nhà hàng mà cùng một chủ mà ở ba nơi khác nhau bị ăn trộm. Cảnh sát đang điều tra và cho biết rằng là đây có thể là cùng một cái nhóm đó, họ biết được cái người chủ của nhà hàng đó, họ có ba cái địa điểm khác nhau đó, rồi họ ăn trộm xong một cái. Thì lúc bây giờ là 12:15 sáng, người chủ tiệm đang ngủ thì thấy cái điện thoại nó nhắn tin lên là cái cửa tiệm ở trên đường gì đó của mình, ABC gì đó, bị đập và đang có người ăn trộm. Thì trong lúc cái người này lái xe xuống tới cái cửa tiệm của mình á, để mà coi cái toàn cảnh coi là bị đập như thế nào này kia rồi cảnh sát, thì tự nhiên trên điện thoại mình lại nhận được một cái tin nhắn là cửa tiệm thứ hai của mình ở đường ABC gì đó cũng vừa bị ăn trộm. Và cái người này mới, ủa không lẽ là hai tiệm cùng một lúc họ cũng đang nghi. Thì ngay mấy phút sau đó thôi thì cái cửa tiệm thứ ba cùng một chủ này lại bị ăn trộm nữa. Thế là khi mà đến ba nơi thì cả ba cái chỗ đều bị đập kiến vào và cũng đi tìm những cái gì đó. Sở dĩ họ đăng lên là tại vì đây là cái bức hình cho thấy cái nhà hàng này nó có một cái két sắt mà ông này ông bưng cái két sắt này lên mà đi tỉnh bơ à, coi như là chắc người này cũng phải khỏe lắm á. Thì những người này đó thì bị camera an ninh quay lại cho thấy là họ tới cái cửa tiệm của họ, của nhà hàng này bằng một chiếc xe sedan 4 cửa loại nhỏ màu xám. Và khi họ xuống xe đó thì họ bắt đầu kéo cái áo mà có cái nón lên đó, xong rồi lấy khẩu trang rồi bịt mặt lại này kia. Rồi cuối cùng cảnh sát cũng đang điều tra thôi. Nhưng mà qua cái này thì cảnh sát cho biết rằng là tại vì cái nhà hàng này có cái két sắt cho nên những người này chắc là cũng biết cái người chủ này có ba cái nhà hàng thì sẽ có ba cái két sắt ở ba nơi, cho nên họ nhắm tới cùng một lúc luôn ba cái nhà hàng của cùng một người chủ mà ăn trộm cho một đêm. Tuy nhiên nhà hàng nói rằng là trong két sắt không có tiền, tại vì từ cái thừa mùa dịch tới bây giờ đó thì tất cả những cái giao dịch này kia đều bằng thanh toán bằng thẻ tín dụng là một, hay là bằng Zelle, bằng cách nào Apple Pay, Android Pay này kia, họ trả tiền qua máy điện thoại không à, chứ ít khi nào có tiền còn lại ở trong này lắm, cho nên két sắt chỉ là để đó thôi. Trước đây thì có dùng nhưng mà sau này thì ít khi dùng rồi, chắc cũng có một ít tiền mặt phải không? Cho nên không biết ba tên ăn trộm này sau khi mà đi về đó thì đục cái két sắt này ra, không biết có tiền trong đó hay không. Nhưng mà cảnh sát nói là đây là ba cái nhà hàng đều ở miền Nam California hết. Ngày hôm
ngày hôm qua chứ hôm qua hay hôm kia gì đó cũng có một người đăng ở trên mạng Facebook là một hai cái nhà hàng hay là một hai cái cơ sở thương mại ở ngay khu Lido Sài Gòn của mình nè, cũng ngay bị gần Phước Lộc Thọ. Đúng rồi, cũng bị đập cửa kiến vào rồi cái mấy cái họ mấy cái mà máy mà tính tiền ở ngay cái chỗ ra vào đó đều bị lục tung lên hết. Mặc dù là tối đến thì họ mang tiền về rồi nhưng mà họ cũng bị lục. Rồi cái người ăn trộm đó xuống dưới bếp rồi lọ tủ lạnh ra lấy nước ngọt rồi lấy cái gì ra uống rồi quăng bừa bãi như vậy đó. Thì thấy rõ ràng là bây giờ nhiều người nói loạn hết cả lên rồi. Tức là càng ngày càng có nhiều những cái vụ nó xảy ra như vậy. Chúng tôi sẽ quay lại sau một ít phút thông tin thương mại bảo trợ cho Cà Phê Sáng hôm nay. Bosa Phone Service 9319 Bosa Avenue Westminster CA 92683 tọa lạc tại trung tâm Little Sài Gòn cạnh bưu điện Bosa. Chúng tôi chuyên mua bán sửa chữa các loại iPhone, iPad, MacBook và Samsung, ép kiến thay mới các loại smartphone, uy tín tận tâm, phi estimate. Đặc biệt chúng tôi bán các loại phone giá rẻ nhất vùng. Gọi 714 548 6495 548 6495.